Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức hết sức bàn hoàng ở Hoa Kỳ. Đó là một vụ giết người thưa quý vị. Liên quan tới ly dị hận tình, hận tình đèn bạc. Thì trên màn hình đây là tin tức của đài Fox 32. cho biết là đã có một người phụ nữ Việt Nam tên là Mỹ Trần thưa quý vị. Thì cô năm nay 44 tuổi và đang làm thủ tục ly thân rồi tiến tới ly dị thưa quý vị. Thì ở Mỹ này ly thân một năm tức là trong vòng 6 tháng sẽ hòa giải. Nếu không hòa giải thì tiếp tục thêm 6 tháng nữa Rồi sau đó tiến hành ly dị thưa quý vị Có những tiểu bang thì cho tới 2 năm Tức là tới ba lần hòa giải mỗi lần 6 tháng Mà không thành công thì 2 năm sẽ được ly dị Rồi có những tiểu bang thì cho phép ly dị đơn phương Vân vân còn những tiểu bang thì Bắt buộc ly dị phải đồng thuận Tức là phải ký giấy Tuyên bố hai bên Đường ai nấy đi thưa quý vị ở chung luật uh, divorce Ở Hoa Kỳ này nó cũng uh, Tùy theo từng tiểu bang Từng thành phố thưa quý vị Đi uh, trên màn hình uh, Ở thành phố uh, Arlington, Texas Một phụ nữ Ở uh, 42 tuổi sinh đính chính là vừa nói 44 Nhưng uh, tin tức uh, chính xác thì cho biết là 42 tuổi Tên là Mỹ Trần đi uh, Cô từ một người uh, đang ly thân với ông chồng cũ Thì uh, có lẽ bị tức giận uh, vì uh, liên quan Mâu thuẫn tới tiền bạc gì đó Hoặc là hận tình khi mà Ông chồng cũ quay xe Bỏ rồi cô Cho nên Vào cái ngày mà ông chồng cũ Yêu cầu cô Trở lại nhà cũ Để ký giấy Ly dị thưa quý vị Trước khi ra tòa Tại vì cái ngày ra tòa Thì ông quan tòa sẽ hỏi là Hai bên đã đồng ý hay chưa Và nếu đã đồng ý Thì trình giấy Ký tên của hai bên Và sau đó thì Tòa sẽ giải quyết uh, vấn đề tranh chấp tài sản Và tòa sẽ tuyên bố là hai bên đã ly dị thưa quý vị, vị Tức là đường ai nấy đi Thì vào cái ngày cô được mời uh, đến để mà Ký giấy uh, ly dị với ông chồng tại nhà cũ Ngày uh, 22 tháng 5 vừa qua Thì cô đã tức giận mang theo một cây búa thưa quý vị và cô đã đến uh, căn hộ của ông uh, chồng cũ hay của hai vợ chồng và sau khi mà vào nhà đọc giấy tờ ly dị và ông chồng cũ yêu cầu bắt ký thì cô đã nổi máu uh, điên lên thưa quý vị điên tiết vì trước mặt cô là một người đàn ông từng nói những lời yêu thương say đắm vân vân và bây giờ trở mặt trở thành hai người dân hai người xa lạ cho nên cô đã tức giận dùng một cây búa đập vỡ sọ đánh vỡ đầu ông chồng cũ thưa quý vị và đương nhiên thì cô quá bức xúc, quá tức giận, quá hận tình bỗng nhiên gây một tội ác là giết người thưa quý vị. Và đương nhiên là cô Mỹ Trần này đã bị bắt và giam tại nhà tù Arlington, Texas. Cô bị bắt ngay tại hiện trường thưa quý vị. Thì nói chung đây là một hoàn cảnh hết sức tội nghiệp vừa bị uh, ly dị hoặc là trong quá trình ly dị thì tức giận trở thành kẻ giết người thưa quý vị. Đó là tin tức ở uh, thành phố Arlington Texas uh, tiếp theo ở Việt Nam thì cũng có một anh cũng rất là hận tình thưa quý vị và anh hận tình bằng cách treo băng đai Ron như quý vị thấy trên màn hình với những dòng chữ như sau Ngày xưa em chê tôi ghèo Giờ tôi mở cửa hàng mặt tiền quận nhất Giá chục tỷ Em hối hận chưa Đúng là một cái anh Cũng mang cái nỗi hận tình Và tìm cách trả thù người yêu cũ rồi về Nói chung trong tình yêu giàu nghèo Cũng là một vấn đề Một vấn nạn Và theo thống kê ở bên phía Hoa Kỳ thì 80% mà ly dị hay chia tay là có yếu tố tài chính tiền bạc thưa quý vị à, nói chung mâu thuẫn về tiền bạc dẫn tới ly dị ly hôn dẫn tới chia tay đó là một cái thống kê à, trong rất nhiều năm và nghiệm ra thì thấy cũng đúng rồi quý vị chồng thất nghiệp vợ đi theo người khác vợ thất nghiệp thì chồng đi theo người khác theo bà đại gia nào đó giàu có hơn chẳng hạn như vậy vân vân hay đi theo tình cũ cô bạn cũ bây giờ trở thành bà đại gia bà chủ tiệm vân vân thừa với vị và không không thiếu những bà thấy chồng thất nghiệp thì quay xe nhảy sang thuyền khác kiếm ông đại gia nào đó vân vân thưa quý vị rồi có những người chịu không được lại đi đánh ghen nhưng đánh nhầm đối tượng thưa quý vị chẳng hạn như bà vợ thay vì đánh ghen ông chồng thì lại túm đầu đánh ghen vào tình địch không dám đụng đến ông chồng vân vân tuy nhiên có đánh được cô này thì cũng đã phạm tội và với cái thói mèo mở trăng hoa thì ông chồng cũng sẽ kiếm cô khác vì đã trang ngang bà vợ già vợ cũ vợ bà đã hết yêu nói chung tình yêu là duyên số sống được với nhau sống đời với nhau cũng là duyên số thưa quý vị hết duyên cạn duyên hết tình có níu kéo cũng là vô ích vô vọng mà cũng theo thống kê của người Mỹ cho biết chỉ có một phần trăm nếu kéo thành công thưa quý vị tức là 100 người quay về nhà cũ nếu kéo vợ cũ nếu kéo chồng cũ thì chỉ thành công có một phần trăm mà thôi thưa quý vị cho nên cũng không nên mất thời gian nếu mà không có sâu đậm gì với nhau chẳng hạn như cũng không có con cái chung thì cũng nên bye bye, chia tay biết đâu lại kiếm được người mới vui vẻ hơn tốt bụng hơn giàu có hơn vân vân thưa quý vị đối với quan điểm của a đông người việt thì nó hoàn toàn khác với người mỹ xin thưa quý vị là như vậy cũng xin chia sẻ chẳng hạn như người Việt vợ chồng sống với nhau mà đến lúc ly dị thì buồn bã rồi khóc lóc vân vân. Nhưng khi mà những chuyên viên, chuyên gia tâm lý học của người Mỹ thì họ lại khuyên ngược với người Á Châu, tức là người Á Châu thì khuyên là hai vợ chồng nên hàng gắn với nhau, trở lại với nhau vân vân. Nhưng đối với những chuyên viên người Mỹ Thì họ lại khuyên Giải thoát cho nhau Lì dị gấp thường quý vị Cho nên là Đó là cái quan điểm Của người Mỹ Từ một cái cặp uh, Sống không hạnh phúc Bây giờ hai người ly dị Rồi kiếm hai người khác Một người thì kiếm ông chồng khác Người thì kiếm vợ khác Thì có thể trong xã hội Lại có hai cặp vợ chồng mới sống hạnh phúc thừa quý vị từ một cái cặp hụt hạt với nhau gây lộn hàng ngày bây giờ trong xã hội lại có hai cặp hạnh phúc với nhau vân vân đó là cái quan điểm của người uh, Mỹ thì uh, nói về ly dị thì người gốc Việt ở hải ngoại này thì uh, những năm đầu 75 Tức là 75, 76, 77 thì tỷ lệ ly dị của người Việt rất thấp thưa quý vị Người Mỹ họ dùng thống kê Để nghiên cứu về cái xã hội của người gốc Việt ở Hoa Kỳ cho nên có nhiều cái điểm Thống kê rất lý thú Là tỷ lệ ly dị chỉ tầm khoảng 5, 6 phần trăm Nhưng mà bây giờ cho tới ngày nay 2023 thì tỷ lệ ly dị của người gốc Việt tại Hoa Kỳ lên tới một con số kinh hoàng 48% sắp xỉ với con số 50% của người Mỹ thưa quý vị. Nói chung là người Việt ở hải ngoại này cũng không có sống đời với nhau và rất nhiều vụ việc ly dị hà rầm, thưa quý vị là như vậy. Thì cũng là một trong những câu chuyện đau buồn vì ly dị thì dẫn tới là chia tài sản rồi chia trách nhiệm con cái rồi đổ vỡ thưa bị vị cũng có nhiều gia đình đổ vỡ cũng không mấy tốt đẹp gì cho nên người á châu người việt thường tránh tối đa việc ly dị nhưng mà vừa nhắc đến là hiện nay tỷ lệ ly dị của người gốc việt ở tại hoa kỳ lên tới 48%, sắp xỉ 50%. Đây là một con số hết sức đau buồn, thưa quý vị là như vậy. Tuy nhiên, quan điểm của người Mỹ, một cặp đau buồn có thể trở thành hai cặp sống hạnh phúc sau khi ly dị. Thì đó là quan điểm của người Mỹ. Và trở lại với vấn đề hận tình, thưa quý vị. À, nói chung cũng có nhiều người có mâu ghen À, hận tình ở Hoa Kỳ thì không có những vụ tạ axit họ văn minh hơn thưa quý vị à, không tạ axit một là phải ra tòa tòa giải quyết ông quan tòa bà quan tòa giải quyết vấn đề tranh chấp còn mà hận tình theo kiểu cô mỹ trần này thì cũng có có những vụ sách súng bắn giết loạn xạ rồi tự tử cũng có vì hận tình thưa quý vị thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư chịu thiện đến nay tận giảm dứt xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp tần.